nhằm đảm bảo thành công cho hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế tại châu Á Thái Bình Dương APEC được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 với khoảng 5.000 đại biểu đến từ 21 quốc gia thành viên, Indonesia đã phải tăng cường công tác an ninh. Việc này đã được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi diễn ra hàng loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan gần đây. Ngoài nhân viên tình báo, đội đặc nhiệm chống khủng bố, biệt đội phá bom mìn, rà soát chất gây nổ hoặc vũ khí sát thương, thì các lực lượng hải quân, lục quân và không quân của Indonesia cũng được tăng cường tuần tra xung quanh khu vực đảo Bali. Cảnh sát cũng tích cực triển khai các hoạt động phối hợp, hành động chặt chẽ với lực lượng quân đội nhằm ngăn chặn không để xảy ra một sự cố đáng tiếc nào.